Lời đầu tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Xin chào chương trình, xin chào anh Minh Hoàng. Rồi cảm ơn chị. Bây giờ chị chào quý vị khán giả ha. Rồi cho quý vị khán giả biết tên cũng như tuổi của mình luôn. Xin chào chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương. Xin chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Mình tên Đỗ Thiên Tư, 56 tuổi. Nhà ở Gò Dầu, Tây Ninh. Đỗ gì chị? Đỗ Thiên Tư. Đỗ Thị Tư, 56 tuổi, đến từ Gò Dầu, Tây Ninh. Dạ. Hiện nay ở Tây Ninh là nhà mình luôn hả chị Tư? Không, giờ ở nhà thuê. Ở nhà thuê. Công việc sinh sống của mình làm nghề gì chị? Buôn bán tự do. Buôn bán tự do. Rồi bắt đầu trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì chương trình có một cái điều lệ mà ai cũng phải hỏi qua, mà chị cũng có quyền chấp nhận và không chấp nhận. Rồi chị Tư nè, chị có đồng ý cho mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không? Cho. Chị phải nói. Cho. Mọi thắc mắc khiếu nại sau này của gia đình chị, con cái chị cũng như bản thân chị, bắt chương trình gỡ hoặc tháo bỏ video này xuống là không được. Tôi chịu trách nhiệm. Chị Tư phải chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Đúng rồi. Rồi hiện nay tình trạng hôn nhân gia đình mình như thế nào chị Tư? Hôn nhân thì ly hôn năm 2012. 2012, nay cũng 11 năm rồi ha. Hai anh chị trước khi ly hôn được mấy người con? Ba, hai trai một gái. Chị có thể cho mọi người biết chút xíu vì sao mình dẫn đến việc mà có ba đứa con rồi mà chia tay? Tại vì ông xã ông lăng nhăng quá nên chia tay. Lăng nhăng quá hả? Lăng nhăng có nghĩa là bồ bịch rồi quá hả? Đúng rồi. Chị trước khi mình quyết định chia tay với ông xã mình, chị phải đấu tranh tư tưởng mình bao lâu? Không, cũng như là ổng cứ thường xuyên là ổng mèo mỏ hoài, cũng ráng thương con chịu đựng, riết chịu không được ly hôn. Thì ly hôn xong ổng cũng nhiều người lắm, thì mình cũng ở vậy mình nuôi con. 11 năm nay chị không có quen được một mối tình nào khác? Cũng có, nhưng mà quen đơn thuần thôi chứ không có lấy về để làm chồng. Quen sao? Quen đơn thuần là sao? Là có nghĩa là cũng như bạn bè đi chơi hay đi đâu rồi nhờ người đó chở đi hay là quen giúp vui được gì đó. Chứ không có nghĩ là quen để đến với nhau. Quen là dạng như tình bạn vui vẻ thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi chị Tư nè, chị xem trên mạng xã hội hay là có ai giới thiệu chị mà chị biết đến Mảnh Ghép Yêu Thương? Xem trên mạng, thấy cũng vui vui, cũng thú vị, nên muốn đến với chương trình. Thấy vui đi, chứ không phải là vì mục tiêu đi kiếm cái nửa đời còn lại của mình hả? Cũng có. Rồi hôm nay chị Tư này, chị đến với Mảnh Ghép Yêu Thương. Chị muốn Mảnh Ghép Yêu Thương giúp gì cho chị? Muốn giúp tìm cho một người như là anh Việt Kiều hay là một anh đại gia nào đó. Thí dụ như là tuổi tác không quan trọng. Nhưng mà tại vì giờ mình khổ rồi, mình muốn tìm một người như thế đó để mình nương tựa thôi. Anh Việt Kiều hoặc là một đại gia nào đó, không quan trọng tuổi tác. Đúng. Là à, đừng có gia trưởng, biết yêu thương vợ, sống có đạo đức. Không gia trưởng nữa, mà biết yêu thương vợ nữa. Cái gì nữa? Sống phải có đạo đức. Sống phải có đạo đức nữa.
đòi hỏi của chị cũng hơi khá là cao. Không, tôi cho quyền tự do, ví dụ như bạn bè ăn uống nhậu nhẹt hay là gì gì á thì tôi vẫn biên chế hết. Chị Tư nè, 56 tuổi rồi, cũng không nhỏ. Chị có suy nghĩ sao mà chị muốn mảnh ghép yêu thương tìm giúp cho chị một cái anh Việt kiều nào đó, hoặc là một anh đại gia nào đó, vì cái hoàn cảnh của mình quá khổ. Khổ thì mình cũng có thể làm ở Việt Nam mình sống bình thường mà chị. Cuộc sống của chị hồi đó giờ nó vẫn tiếp diễn thôi, nó vẫn bình thường thôi. Thì tại sao mình phải có cái suy nghĩ là kiếm một anh Việt kiều hay một anh đại gia nào đó? Nếu mà Việt kiều đại gia mà lo lắng được cho mình á thì cũng không có bao nhiêu đâu. Tại cái đó là sự mơ ước vậy thôi. Chỉ là mơ ước thôi hả? Mơ ước. Nhưng mà mơ ước thì đúng chị. Chị Tư biết sao không? Mọi người đều có cái quyền mơ ước của mình. Nhưng mà cái mơ ước á, nó phải chính đáng. Nó phải cái mơ ước nó phải xứng tầm với cái ước mơ của mình. Đó, thì nó mới đẹp. Chứ còn mà mình mơ giống như mà mơ nó thành mơ mộng luôn á thì nó giống như nó làm như nó thấy nó sao sao á. Ví dụ như Tại giờ vì là cái với cái tầm tuổi này mà chị nhờ mảnh ghép yêu thương kiếm cho chị một anh Việt kiều hay một anh đại gia thì trách nhiệm nó quá nặng nề đi, khó kiếm lắm. Cái đó chương trình đây tụi em nói thẳng nói thật, không sợ mất lòng ai đâu. Tụi em muốn tốt cho các anh chị đến với chương trình để nó hướng anh chị đúng với cái nghĩa mảnh ghép yêu thương. Mảnh ghép yêu thương là nơi tới để giúp cô chú anh chị tìm một nửa hạnh phúc của mình, chứ không phải mảnh ghép yêu thương là một cái nơi từ thiện hay là một cái nơi để mà mua bán trao đổi. Nên hiện thành tại ra cái thì vấn đề điều kiện của chị đưa ra là kiếm một anh Việt kiều một anh đại gia thì rất là khó. hiện tại mơ ước vậy thôi, chứ nếu như có trường hợp anh nào mà thí dụ thích hợp thì mình đến với nhau thì cũng tốt thôi, chứ cũng không có gì. Không, tại vì cái chị Tại cái đưa chuyện ra nói là nói ước mơ. à, thì mà như có nhiều cô nhiều chú nhiều anh cũng vậy, nhiều chú cũng vậy, cũng y như chị vậy đó. Ước mơ lên nhiều khi em thấy, nhiều khi em thấy em cũng không biết dùng lời lẽ gì để em nói, tại vì cái tánh em nói thẳng nói thật không à. Nhiều khi em thấy buồn lắm, em thấy rất là đau lòng. Không biết sao cô chú anh chị mình bây giờ lại có những cái suy nghĩ như vậy. Trong khi ở Việt Nam mình rất là sung sướng. Một ngày chỉ làm một trăm mấy thôi, trăm mấy chục ngàn thôi cũng đủ sống. Rồi thời gian rảnh rỗi chị có thể ngủ nghỉ ngơi nè, ngủ nghỉ rồi ăn uống đi chơi rất là thoải mái. Còn chị là Việt kiều qua bên đó người ta đâu hẳn là sung sướng đâu, làm rất là cực vất vả, đến nỗi thậm chí cái tiền mua vé máy bay phải mua thiếu trả góp về, bỏ một vài ngàn trong túi về đây mang tiếng Việt kiều thôi chứ không có là bao cả. Một vài ngàn thấy nó nhiều, Việt Nam mình đổi ra vài chục triệu thì xài sao đâu. Rồi ví dụ như muốn giúp mình số tiền lớn để mình làm chuyện này chuyện kia đâu có. Thấy không? Rồi thêm một phần nữa, nếu mà Việt kiều về thì chị nghĩ đi, người ta kiếm cái tầm tuổi bao nhiêu? Nếu mà ta có tiền ta về ta chơi thôi, ta không có bảo lãnh mình đi được đâu. Ta về ta kiếm cái lớp trẻ nè, 20, hai mấy, 30. Đó, hà luôn. Rồi các anh đại gia cũng vậy, các anh đại gia thì người ta có tiền thì người ta không thể nào, không bao giờ người ta lên mạng người ta kiếm. Nếu mà đại gia thật sự ở bên ngoài đầy dẫy các em 18, 19, 20. Những Đại anh đại gia gia theo đó. những như đối với tôi thì đại gia đối với tôi thôi, chứ đối với người khác thì chắc không có thể làm phải đại gia.
Nên thành ra cái yêu cầu của mình dùng chữ nó phải đúng. Chứ nhiều khi mình nói mình sẽ bị thiệt thòi cho bản thân mình thôi. Em thì em muốn hướng ra cái hướng tốt cho anh chị thôi. Nên chị mở rộng ra nè, ở cuộc sống ở Việt Nam mình có rất là nhiều anh tốt, anh bảo vệ, lương tháng cũng không nhiều, 6-7 triệu, nhưng mà họ biết thương yêu gia đình, biết thương yêu vợ con, rồi 6-7 triệu đó có thể san sẻ nhau sống, xây dựng hạnh phúc được mà, đâu cần phải ngó lên. Chị công nhận đúng không? Thì tại sao mình ước mơ chỉ cho nhức đầu, mà cái ước mơ đó có đâu? Sao chị cười? Đúng không? Em nói là rất là chính xác. Chị nên suy xét lại. Em Út nói với chị ở đây là muốn tốt cho chị thôi. Mình hãy mở rộng ra để các anh đến với cuộc đời mình. Rồi biết đâu nhiều khi cái anh bảo vệ đó đến với cuộc đời chị, nhiều khi hên mua tờ số hay tờ số trúng đại gia không? Hai người cũng là đại gia vậy. Mắc mớ gì mình phải đi kiếm đại gia hay là Việt Kiều? Nói chung ra hiện giờ cũng như là tìm nửa đời còn lại của mình, thì mình muốn tìm một người nào cũng như là nó cũng có ăn có để một tí, để như thí dụ như lớn tuổi sau này á, mình không có làm được thì mình cũng có cái số đó để mình lo bệnh hoạn sau này thôi. Đúng rồi, chị nói như vậy đó là chính xác. Tại nãy cái nhu cầu nãy đó là tôi nói là cũng như anh Việt Kiều đại gia, là kiểu như tôi nói mơ ước, tôi nói cho vui thôi. Nhưng mà chị biết sao, mình lên chương trình đó là mình không nên nói cái mơ ước gì, thì chị sẽ nhận rất là nhiều gạch đá. Đồng ý, nó không có liên quan gì tới cuộc sống mình đó, nhưng mà có một cái mình sẽ gây phản cảm là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái phẩm chất của người phụ nữ mình, có nhiều chị em phụ nữ người ta không thích vậy. Ta nói giống như nó mình đang đánh mất đi cái phẩm chất giá trị của người phụ nữ. Em đây em nói là em nói thẳng không à, phụ nữ phụ nam gì cũng gì á, đúng thì nói theo đúng, còn sai thì mình nói theo sai, không có vuốt ai hết. Tại vì chương trình của tụi em là làm miễn phí và làm đúng theo 4 từ mảnh ghép yêu thương. Ước mơ mình đó, ước như chị nói đó là cái anh đó có công an việc làm, có dư chút đỉnh để dành về già, có bệnh hoạn đồ, hai người lo lắng cho nhau, vậy là quý rồi. Rồi bây giờ chị xem trên những cái video đó, chị có chấm được anh nào chưa? Cô không để ý nữa, thấy nhiều, có thấy nhiều chương trình quá, cô không có để ý nữa. Thấy nhiều lắm hả, lướt thấy nhiều chương trình quá hả? Mà sao không, chị quyết định đến với mảnh ghép yêu thương? Tại hồi trước cổ coi cũng thấy có nhiều anh, nhưng mà chưa có đăng ký ở đây. Nên cũng lướt qua luôn, cũng không có coi. Coi xong tí rồi quên rồi. Rồi hôm nay sao quay trở lại? Hôm nay cũng như ước nguyện một đất xuống đây để tìm nửa mảnh còn lại của mình. Rồi bây giờ chị quyết định chị chọn trên từng cái video đó hay là chị muốn mảnh ghép yêu thương giúp cho chị? Bây giờ sao cũng được. Sao cũng được là sao chị? Nó phải rõ ràng chứ. Bây giờ muốn mảnh ghép yêu thương thì tìm giúp cũng được. Là giúp chị... thì thí dụ như thích phù hợp thì đến với nhau, còn không thích thì... chia tay. Tìm người khác. Rồi bây giờ chị muốn tìm cái nửa cuộc đời của mình còn lại đó, độ tuổi tầm bao nhiêu mới xứng với chị? Phải cỡ tuổi mình trở lên. 56 trở lên tới mấy tuổi? 56, cỡ 60, 61 cũng được. 60, 61. Chị có cần chiều cao, cân nặng không? Không. Rồi công việc như thế nào? Thì
công việc coi như người ta có ổn định hơn, có cuộc sống hàng ngày cho mình, sống cuộc sống hàng ngày. Chứ giờ không lẽ giờ ở không, giờ mình ở không mình ăn cũng tiền cũng đâu có đủ đâu sống. Thì đương nhiên cái anh đó là phải có công ăn việc làm ổn định đúng không? Có nhà không? Tại giờ hả, nếu chấp nhận thương nhau vậy có nhà ở, không có mướn nhà trọ vậy thôi. À. Chị Tư làm công việc mua bán tự do. Mua bán tự do là chị bán chạy chợ rồi. Đúng không? Bán một chợ thôi. Bán một chợ mà bán đủ thứ đồ. Đúng rồi. Nay bán món này, bán món khác. Chị có cụ nào thể bán, nào bán có lời bán à? Cái nào có lời bán? Chị bán ở ngay chợ Gò Dầu Tây Ninh luôn? Không, bán ở Sài Gòn. Trên Sài Gòn hả? Chị có đi kênh nào chưa? Hả? Chị có đi kênh nào chưa? Mới đi lần đầu. Tới từ 61 đổ lại ha. Rồi. Rồi cái chị có thích anh đó nhậu nhẹt không? Thí dụ nhậu mà đừng nhậu lầy được à. Thí dụ nhậu cũng cho nhậu. Còn thấy tôi cũng mua màu cho nhậu luôn nhưng mà đừng có lầy. Cà phê thuốc lá hay sao? Bình thường. Rồi chị còn muốn gì nữa không? Thôi lắc đầu vậy là đủ rồi hả? Chị có thích ca hát không? Thích nhưng mà không có ca. Thích mà không biết ca. Biết mà tại không ca. Thích mà tại không muốn ca. Giờ ca được không? Thôi ca dở không ca. Thì hát chơi á, hát chơi khúc tặng thôi. Khán giả, tặng mấy anh Việt Kiều, mấy anh đại gia cho hết hồn chơi. Thôi ca dở lắm không muốn ca đâu. Tại làm bậy khúc coi cho mấy ảnh hết hồn chơi. Chị thích hát bài gì? Thôi giờ thôi nghỉ đi anh ơi. Hát bản đi. Thôi hả? Khúc đi. Nhất là anh mấy anh Việt Kiều á, hát cho mấy ảnh nghe, mấy ảnh rỡn ngốc chơi. Thôi không hát đâu, không hát. Hát dở luôn, hát. Nó dở lắm hả? Thấy chị, tướng chị đi hát, chắc hát cũng hay lắm đi. Hát dở lắm, ít có hát lắm. Tại vì nhà có đó có mở quán đó, nên cũng hay hát hát chút vậy thôi, chứ bình thường thì cũng ít hát. Hồi xưa cũng có mở quán hát với nhau đó hả? Có. Ở Tây Ninh đó hả? Quán ca cổ. Trên Tây Ninh em thấy ca sĩ nhiều lắm. Mở quán ca cổ á. Ca cổ luôn. Ừ thôi làm khúc ca cổ đi. Câu thôi. Ca dở lắm không có ca đâu. Câu mà Lan Già Đẹp đi. Thôi làm câu Lan Già Đẹp đi. Chứ này không được thì vô chùa cắt cái dây chuông luôn. Ừ. Rồi tặng quý vị khán giả với anh Việt Kiều, anh đại gia một đoạn trong cái Lan Già Đẹp đi. Dễ mà. Thôi đi, thôi lên bạn bè nhìn cười à. Thôi nghỉ đi. Thì cười cái gì, nó cũng nghe chị hát bên ngoài hoài cái gì. Thì giờ lên đây chị hát khúc thôi, một câu thôi. Thôi ca dở lắm, thôi nghỉ đi anh Hoàng ơi. Nãy tôi nằm tôi mơ mơ màng màng mà tôi nghe chị nói với mấy thằng em, chị nói chị hát ca cổ hay lắm. Có. Chị tự quảng cáo mà giờ chị nói hát dở. Làm khúc đi rồi kết thúc chương trình. Ca dở nó không muốn ca. Rồi thôi vậy thôi thông qua. Rồi còn muốn nhắn nhủ gì tới cái ý chung nhân sắp sửa đến với cuộc đời mình không? Giờ con không biết nói gì. Con không biết nói gì luôn. Thôi vậy kết thúc ha. Dạ. Rồi. Mảnh ghép yêu thương chân thành cảm ơn chị Tư ha. Đã xin chào. Vượt đường xá xa xôi đến với mảnh ghép yêu thương. Nhờ anh ghép yêu thương kiếm cho mình một Việt Kiều, một đại gia mấy triệu ha. Rồi, mảnh ghép yêu thương cũng cầu chúc chị sớm ngày đạt được niềm mơ ước của mình ha. Rồi bây giờ chị chào quý vị khán giả để mình kết xin thúc. Chào quý khán giả, xin chào chương trình. Một lời chào thân thương nhất.
Trước khi kết thúc chương trình, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.